đấy là giải đáp thắc mắc. Tôi xin đọc một số cái thắc mắc mà các bạn đã nêu ra, và chúng tôi cũng mong là các bạn trong lớp mình mà ai có những cái giải pháp gì thì thay vì tôi thì các bạn hãy đưa ra cái giải đáp cho các bạn trong lớp mình để cùng nhau học tập. Bản thân chúng tôi có thể cũng học tập được các thầy cô rất là nhiều, và chúng tôi nghĩ rằng là những cái băn khoăn thắc mắc của các thầy cô về cái tổ chức hoạt động trải nghiệm này thì nó là đương nhiên thôi, bởi vì đây nó là một cái môn học mới, một cái môn học mới, là một cái hoạt động mới được đưa vào trong cái lần thay sách lần này, đúng không ạ? Cho nên là cái chuyện gặp khó khăn là đương nhiên, bao giờ cái mới thì cũng là cái mà chúng ta sẽ gặp khó khăn, những cái phức tạp, và cái việc tháo gỡ những khó khăn đó thì chúng ta sẽ từng bước dần dần tháo gỡ. Thế trong những cái thắc mắc mà các thầy cô nêu thì cái gì mà thuộc cái lĩnh vực chuyên môn của môn học thì chúng tôi và các thầy cô sẽ cùng nhau giải đáp nhé. Thế còn những cái phần gì mà nó mang cái tính chất là chỉ đạo, thuộc cái quyền chỉ đạo của bộ các cái thì chúng tôi sẽ nói để các thầy cô phải chờ cái chỉ đạo của bộ để mà giải quyết. Vâng, thế bây giờ chúng tôi xin đi vào những cái câu hỏi các thầy cô. Câu hỏi đầu tiên là của trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu. Các thầy cô có hỏi thế này: hoạt động giáo dục trải nghiệm hướng nghiệp hiện nay thì chưa có giáo viên phụ trách hoạt động giáo dục theo chủ đề. Phần lớn giáo viên chủ nhiệm đảm nhận nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc soạn giảng, quá tải. Cần có hướng giải quyết đến như thế nào? Vâng. Cái câu hỏi của cái điểm cầu có nickname là Dung Nguyễn thì cũng tương tự. Thì thầy cô này cũng có nói rằng là hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp hiện nay chưa có giáo viên chuyên phụ trách, giáo viên chủ nhiệm đảm nhận hoạt động chủ đề cả năm nên quá tải công việc trong cái việc chuẩn bị soạn giảng. Đối với giáo viên chủ nhiệm, xin cô giáo cho ý kiến chia sẻ. Và thưa các thầy cô thì tôi xin chia sẻ cái này ạ. Ở các bộ chuyên môn thì chúng tôi thấy là cái hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp thì nó có ba cái loại hình hoạt động giáo dục, đúng không? Sinh hoạt dưới cờ, hoạt động giáo dục theo chủ đề và sinh hoạt lớp. Thế thì cái hoạt động sinh hoạt dưới cờ ở trường trung học cơ sở thì nên phân công cho giáo viên tổ phụ trách và phụ trách và phối hợp thêm, có thể phối hợp thêm với cái giáo viên trực ban tuần. Thế còn cái hoạt động giáo dục theo chủ đề và hoạt động và cái sinh hoạt lớp thì nên giao cho giáo viên chủ nhiệm. Tại sao lại như vậy? Theo các thầy cô là bởi vì thế này. Chúng ta vừa mới nghiên cứu về cái chức năng nhiệm vụ của các cái loại hình hoạt động trong cái hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, thì tôi đã nói với các thầy cô là cái tiết sinh hoạt lớp là cái tiết mà học sinh sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm, chia sẻ cái việc mà các em đã vận dụng những cái kinh nghiệm mới vào trong thực tiễn cuộc sống như thế nào, những cái cảm xúc của các em khi mà vận dụng những kinh nghiệm mới vào trong thực tiễn, cũng như là những khó khăn vướng mắc mà các em gặp phải. Thế thì cái tiết sinh hoạt lớp thì là do giáo viên chủ nhiệm lớp đặt ra rồi. Chứ nếu mà giáo viên chủ nhiệm mà đảm nhận cả cái tiết hoạt động theo chủ đề nữa thì như vậy là cái việc mà giáo viên tổ chức cho học sinh chia sẻ cái kết quả vận dụng để học
kinh nghiệm mới và trong thực tiễn nó sẽ rất thuận lợi. Trên về góc độ chuyên môn thì chúng tôi thấy là như thế là ổn. Và thực ra thì cái với cái hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp thì các thầy cô thấy là nó không phải là kiến thức hàn lâm khoa học, mà đây nó là kiến thức về cuộc sống, kinh nghiệm về cuộc sống. Cho nên là thực ra thì giáo viên chủ nhiệm không cần thiết là đến cái mức như các thầy cô nói là gặp khó khăn trong cái việc tổ chức. Và tôi nghĩ nếu các thầy cô chủ nhiệm mà chịu khó nghiên cứu tài liệu và tham gia các lớp tập huấn là các thầy cô có thể làm tốt được cái việc này. Và thưa các thầy cô, là trong cái việc soạn giảng ấy thì chúng ta chỉ việc soạn cái tiết hoạt động giáo dục theo chủ đề thôi, còn cái sinh hoạt lớp thì chúng ta không phải soạn. Thế còn cái sinh hoạt giấy cờ thì cũng soạn rất đơn giản, và cái này là do tổng phụ trách họ soạn rồi. Cái giáo viên chủ nhiệm chỉ có dành thời gian soạn cái tiết hoạt động giáo dục theo chủ đề thôi. Và soạn cái tiết này như thế nào thì các thầy cô cũng có thể tham khảo trong sách giáo viên, thì người ta đã có gợi ý về các cái phương án để tổ chức cái tiết là hoạt động giáo dục theo chủ đề cụ thể rồi. Cho nên các thầy cô có thể là tham khảo lấy dựa vào đấy để mà soạn giảng, không mất nhiều thời gian đâu ạ. Vâng. Thế thì tuy nhiên thì chúng tôi thấy trên thực tế một số trường thì họ có làm như thế này. Họ có làm, tức là họ phân công các giáo viên bộ môn. Ví dụ như là những cái giáo viên mà về cái môn, về cái dạy hướng nghiệp ấy, thì các thầy cô sẽ đảm nhận cái chủ đề về hướng nghiệp. Các thầy môn công nghệ ấy, thì sẽ đảm nhận cái vấn về cái phần hướng nghiệp. Rồi các thầy cô mà dạy các môn liên quan đến vấn đề môi trường ấy, như là địa lý hay là hóa rồi sinh ấy, thì các thầy cô sẽ dạy những cái chủ đề về môi trường. Rồi những cái thầy cô mà chủ nhiệm hoặc là các thầy cô dạy môn ngữ văn thì các thầy hoặc là có thầy trường thì còn sử dụng cả những cái thầy cô mà ở trong cái là giáo viên mà tư vấn tâm lý cho học sinh ấy, thì sẽ dạy những cái chủ đề về khám phá bản thân và rèn luyện bản thân. Thế thì tôi thấy cũng có những cái trường thì người ta phân công giáo viên, các giáo viên bộ môn mà gần gũi với chủ đề gì thì họ sẽ dạy cái chủ đề đó cho cái hoạt động giáo dục theo chủ đề. Và nếu mà những cái giáo viên mà họ làm những cái giáo viên bộ môn mà người ta lại tham gia dạy các hoạt động giáo dục theo chủ đề này, thì buộc là cái phần chia sẻ về kết quả vận dụng những cái kinh nghiệm mới vào trong thực tiễn thì không thể tổ chức trong giờ sinh hoạt lớp được, thì họ sẽ kéo những cái nội dung đó lên vào trong cái tiết hoạt động giáo dục theo chủ đề. Cuối mỗi cái chủ đề thì họ sẽ làm. Thế thì đấy là cái chúng tôi thấy là có một số trường họ tổ chức như vậy, thì cũng xin làm. Và hiện nay thì bộ cũng cho phép như vậy. Tôi biết là ở vụ trung học thì trong những cái hội thảo thì tôi thấy là các trường có nói với tôi là chúng em có nói cái vừa cách làm như thế trong cái hội thảo có cái sự tham gia của bên vụ trung học, thì thầy ở vụ trung học thì có nói là cũng được, cái phương án ấy là cũng được. Và thế thì đấy là chúng tôi xin chia sẻ với các thầy cô. Và chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta nên tăng cường cái sinh hoạt chuyên môn của cái tổ chủ nhiệm. Nếu như các thầy cô phân công cho giáo viên chủ nhiệm là phụ trách cái hoạt động giáo dục theo chủ đề, thì chúng ta nên là cho cái tổ chủ nhiệm với các thầy cô sẽ cùng nhau sinh hoạt chuyên môn để chia sẻ những cái kinh nghiệm, chia sẻ những cái giáo án về cái hoạt động giáo dục theo chủ đề, để cho chúng ta học tập lẫn nhau và đỡ mất thời gian. Vâng. Bây giờ câu hỏi của trường trung học cơ sở Nghĩa Hưng thì mọi người có hỏi thế này. Theo thông tư 32
thì hoạt động trải nghiệm được thực hiện 3 tiết một tuần, gồm nội dung sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chủ đề và sinh hoạt lớp. Vậy nếu là một giáo viên làm công tác chủ nhiệm đã được giảm định mức 4 tiết một tuần đảm nhiệm dạy hoạt động trải nghiệm này, thì họ được tính bao nhiêu tiết trên tuần? 7 tiết hay 5 tiết? Thế thì thưa các thầy cô là cái này thì về việc tính tiết ấy, thì cái này là chúng tôi về quan niệm của những người về mặt lý mà nói, thì ai dạy tiết nào thì phải được thanh toán tiền đấy, đúng không ạ? Tuy nhiên thì thanh sẽ được tính bao nhiêu tiết như thế nào, thì cái này thì bên cục nhà giáo họ sẽ có cái hướng dẫn cụ thể cho các nhà trường, còn chúng tôi chỉ là tác giả sách giáo khoa nên chúng tôi không thể quyết định được cái điều này ạ. Vâng, vì hiện nay thì cái mà học sinh cái giáo viên làm công tác chủ nhiệm thì được cái định mức là 4 tiết một tuần, thì cái 4 tiết một tuần này thì có thể hiểu theo nghĩa nào, 4 tiết một tuần này là được hiểu cả cái tiết sinh hoạt lớp ở đây rồi, và có tính cái tiết là hoạt động giáo dục theo chủ đề không, thì cái này sẽ do là cục nhà giáo họ quyết định. Thế còn chắc là được tính 7 tiết thì chắc là không đâu, bởi vì cái tiết sinh hoạt lớp thì đã được tính trong 4 tiết một tuần rồi. Rồi cái tiết hoạt động chào cờ ấy, thì cái hoạt động chào cờ này thì là sẽ do tổng phụ trách người ta thực hiện là chính, chứ không phải giáo viên chủ nhiệm thực hiện, chứ không thể được tính là 4 tiết đấy lại cộng với cả tiết chào cờ với tiết sinh hoạt lớp rồi các thứ vào nữa để thành 7 tiết được, thì cái đó là vô lý. Nhưng mà đấy là theo suy nghĩ của tôi. Thế còn tính cụ thể là mấy tiết thì chắc các thầy cô phải chờ cái hướng dẫn của cục nhà giáo của bộ mình thì sẽ có hướng dẫn cụ thể cái điều này. Vâng. Còn các thầy cô có ý kiến gì khác nữa không ạ? Vâng. Vâng, trường điểm cầu có nickname là Nguyễn Chứ thì có hỏi như thế này: phần kiểm tra không kiểm tra lý thuyết thì nếu mình kiểm tra trắc nghiệm và tự luận trên đề kiểm tra theo thang điểm 10, sau đó quy ra đạt hay là chưa đạt thì có hợp lý không cô? Và nếu kiểm tra bằng tình huống hay sắm vai theo nhóm thì có làm ma trận không? Vâng, thưa các thầy cô là thế này. Thứ nhất là chúng ta không làm cái gọi là theo thang điểm 10 rồi mới quy ra đạt hay chưa đạt, mà chúng ta sẽ dựa trên các cái tiêu chí. Vâng, ta sẽ dựa trên các tiêu chí là được thực hiện được bao nhiêu tiêu chí thì sẽ là đạt yêu cầu, và bao nhiêu tiêu chí trở lên thì sẽ được đạt yêu cầu, và nếu mà đạt được chỉ bao nhiêu tiêu chí trở xuống thì sẽ thuộc cái là mức chưa đạt yêu cầu, chứ chúng ta không cho theo thang điểm 10 rồi lại tính ra rồi lại chuyển ra thành là quy theo hai mức các thầy cô nhé. Mà chúng ta sẽ tính theo cái đánh giá theo tiêu chí. Vâng. Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Bình Khiêm nói rằng là hoạt động trải nghiệm có nhất thiết phải tổ chức một tiết một tuần hay có thể gộp lại tổ chức chung theo hình thức có hoạt động ngoại khóa hay không? Thì cái này tôi nói rồi, tôi nói về cái tính mở linh hoạt rồi. Thì các thầy cô tùy nhà trường có thể là tổ chức mỗi tiết một tuần, mà cũng có thể là ta gộp lại mấy tuần ta mới tổ chức mấy tiết liền. Thì cái đấy tôi nói rồi, đấy là cái tính mở và linh hoạt, và ta nên căn cứ theo cái tính chất của chủ đề cũng như căn cứ vào cái điều kiện thực tế của nhà trường mà ta tổ chức. Trường Trung học Cơ sở Nghĩa Hưng có đề nghị là nhờ cô chuyển câu hỏi này đến cục nhà giáo dục chúng em ạ, về việc tính tiết. Vâng ạ, cái này thì
chúng tôi sẽ đưa cái thắc mắc về cái tính vấn đề quy đổi tính tiết. Vâng. Bây giờ trường trung học cơ sở Lý Tử Trọng thì có hỏi là tiết sinh hoạt dưới cờ năm học này giữa lớp 6 và lớp 7. Trôi đi rồi. Đây ạ. Vâng, như vậy là có cái câu hỏi nói về cái chuyện là việc cái việc là tổ chức tiết chào cờ. Vâng. Thì giữa cái khối 6 và khối 7 thì bây giờ theo tổ chức như thế nào? Và sau này thì lại có cả lớp 8, lớp 9 nữa mà tổ chức chung toàn trường thì như thế nào? Thì thưa các thầy cô, thì tôi xin giải thích như thế này. Là cái lớp 6 hay lớp 7 hay lớp 8 hay lớp 9 ấy, thì cái chương trình của nó thì nó cũng mang cái tính đồng tâm, nó đều có 9 chủ đề. Và nếu mà nhà trường mà sắp xếp thứ tự thực hiện các cái chủ đề thì phải sắp xếp chung cho cả trường. Và như vậy thì dù là lớp 6, lớp 7 hay lớp 8, lớp 9 thì nó vẫn theo cùng một cái chủ đề, hoặc là cùng là cái khám phá bản thân, hoặc cùng là rèn luyện bản thân, hoặc là cùng là những hoạt động về môi trường, hay cùng là các hoạt động hướng vào gia đình, hướng tới cộng đồng, vân vân. Tức là các chủ đề là nó cùng đồng tâm cả. Thế thì với mỗi một cái chủ đề như vậy thì lớp 6 thì người ta thiết kế một số các cái hoạt động, cái hình thức chào cờ. Rồi lớp 7 cũng thiết kế một số cái hình thức chào cờ. Xong này lớp 8, lớp 9 như vậy, cũng như vậy. Thế thì khi mà các thầy cô tổ chức chào cờ thì phải tổ chức chung của toàn trường, chứ không thể là như một số thầy cô hỏi tôi là như vậy là cái đầu buổi thì bọn em cái nghi lễ chào cờ thì bọn em tổ chức chung, sau đó thì đến cái phần hoạt động theo chủ đề thì chúng em chia về từng lớp để cô giáo chủ nhiệm tổ chức cái phần đấy không, trong tiết chào cờ không, thì không đúng với thầy cô nhé. Mà chào cờ là phải tổ chức theo quy mô trường, và cái này là các thầy cô ở nhà trường là hết sức linh hoạt. Các thầy cô có thể nghiên cứu để mà lựa chọn một cái hình thức chào cờ ở lớp 6 hoặc lớp 7 hoặc lớp 8, lớp 9. Chúng ta có hẳn một cái ngân hàng các hoạt động chào cờ về cái chủ đề đó để cho các thầy cô nghiên cứu và lựa chọn cái hình thức nào cho nó phù hợp. Và tôi nghĩ rằng là nếu mà các thầy cô chọn cái hình thức chào cờ mà ví dụ trong sách lớp 6 đã gợi ý, thì các thầy cô nên lấy học sinh lớp 6 làm cái lực lượng nòng cốt trong cái tiết chào cờ đó, và học sinh các khối lớp khác là có cái sự tham gia. Nếu mà các thầy cô chọn cái hình thức chào cờ trong sách lớp 7 để tổ chức cho toàn trường thì các thầy cô hãy lấy cái học sinh khối 7 làm lực lượng nòng cốt trong cái hoạt động chào cờ ấy. Và thưa các thầy cô, là có những cái hoạt động mà có những cái hình thức hoạt động mà tôi nghĩ là khối lớp nào tham gia cũng được, đúng không ạ? Ví dụ như là tôi nghĩ hình thức như hội diễn văn nghệ chẳng hạn, thì lớp nào cũng có thể tham gia những cái tiết mục văn nghệ về cái chủ đề đó, về cái chủ đề thầy cô và mái trường, về cái chủ đề là bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên, về cái chủ đề nào khác. Thế thì đấy là những cái hình thức đó, là hoặc là cái không những là hội diễn văn nghệ mà ví dụ như là cái trình diễn thời trang thân thiện với môi trường, thì nhóm nào, lớp nào cũng có thể tham gia được. Hay là những hình thức như là giao lưu với các cái nghệ nhân ở địa phương, hoặc là giao lưu với những người lao động tiêu biểu ở địa phương, thì học sinh lớp khối lớp nào cũng có thể giao lưu được. Như vậy tôi thấy là, hoặc là những cái trò chơi như là trò chơi rung chuông vàng, hay là trò chơi về cái đuổi hình bắt chữ, ta tổ chức ở toàn trường, thì học sinh khối lớp nào,
em cũng tham gia được, hay là những cái hình thức về thi tìm hiểu thì học sinh về một cái chủ đề mà nó liên thông giữa các khối lớp thì học sinh lớp nào em cũng, khối nào em cũng tham gia được. Nhưng khi chấm thi những cái cuộc thi tìm hiểu đó thì ta phải đánh giá theo cái trình độ của từng học sinh khối lớp, và ta sẽ có cái gọi là ví dụ giải nhất là cho khối 6, giải nhất cho khối 7, giải nhất cho khối 8, giải nhất cho khối 9, tức là đánh giá theo khối lớp. Vâng, thì tôi nghĩ rằng là cái này là cần cái sự hết sức linh hoạt và sáng tạo của các nhà trường để mà lựa chọn cái phương pháp và cái hình thức tổ chức cái hoạt động chào cờ như thế nào để cho tất cả các học sinh trong các khối lớp đều tham gia được. Bởi vì các khối lớp trong cùng một thời điểm là nó đều thực hiện các hoạt động về các cái chủ đề giống nhau, chỉ có điều mức độ khác nhau và hình thức tổ chức thì có, chúng tôi có những cái gợi ý khác nhau ở các cái khối lớp. Nhưng mà các thầy cô có thể coi đấy nó là một cái ngân hàng các cái hoạt động để các thầy cô lựa chọn và tổ chức cho học sinh. Thì cái này nó không quá cứng ở cái hoạt động chào cờ các thầy cô nhé. Vâng, tôi xin tiếp những cái câu hỏi khác. Vâng, câu hỏi tiếp theo của điểm cầu có nickname là Đặc Thương, có nói thế này: đa số chúng em vừa dạy hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, vừa dạy bộ môn chuyên môn của mình, vừa làm công tác chủ nhiệm và nhiều công tác khác, trường lại thiếu giáo viên, chúng em gặp rất nhiều khó khăn trong việc chuẩn bị kế hoạch giảng dạy, nhất là phần kiểm tra định kỳ. Em mong cô gợi ý cho chúng em một số giải pháp ạ. Thế thì thưa các thầy cô là thế này, trong sách giáo viên ạ, thì chúng tôi đã có gợi ý cho các thầy cô 4 cái đề kiểm tra định kỳ giữa học kỳ 1, cuối học kỳ 1, giữa học kỳ 2 và cuối học kỳ 2 dưới những cái hình thức kiểm tra khác nhau. Có cái là kiểm tra dưới hình thức dự án, có cái thì kiểm tra dưới dạng là thực hành, có cái thì kiểm tra dưới cái dạng là bài kiểm tra viết. Thế thì các thầy cô có thể tham khảo 4 cái đề kiểm tra đấy các thầy cô nhé. Thậm chí là có thể sử dụng luôn 4 cái đề kiểm tra ấy để mà tổ chức kiểm tra định kỳ cho học sinh của mình. Cũng như là cái kế hoạch giảng dạy thì xin các thầy cô là tham khảo trong sách giáo viên. Thì trong sách giáo viên người ta có gợi ý rất nhiều cái tức là các cái phương án, các cái hoạt động trong mỗi một cái tiết khác nhau. Thế thì các thầy cô cũng có thể tham khảo vào đấy để mà chuẩn bị cái kế hoạch giảng dạy. Và tôi nghĩ rằng là chúng ta có thể lập thành một cái mạng lưới các thầy cô tham gia tổ chức các cái hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6, hoặc là các thầy cô tổ chức các hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 vân vân, để các thầy cô có thể chia sẻ những cái bài soạn của mình trên cái nhóm nhóm Zalo ấy, hoặc là nhóm Gmail ấy, để chúng ta học tập kinh nghiệm với nhau, và chúng ta trên cơ sở của chúng ta chia sẻ cái giáo án với nhau thì chúng ta học tập được gì và cái gì mà chúng ta có thể bổ sung thêm, thì tôi nghĩ cũng rất là tốt. Trước đây thì ở lớp 6 tôi thấy các thầy cô đã có chia sẻ những cái giáo án hoặc là chia sẻ những cái đề kiểm tra của mình. Vâng, thì các thầy cô có thể lập thành các cái nhóm chuyên môn như vậy để mà chia sẻ cái kinh nghiệm thực tế, và chúng tôi thì cũng có thể tham gia vào những cái nhóm của các thầy cô để chia sẻ với các thầy cô một số những cái bài soạn hoặc là một số những cái đề kiểm tra định kỳ. Vâng, thì xin các thầy cô chú ý. Và ta tôi nghĩ là chúng ta nên tăng cường cái sinh hoạt tổ chuyên môn các thầy cô nhé, tổ chuyên môn trong trường mình, và tham gia cái chuyện kết nối chuyên môn qua mạng để mà chia sẻ kinh nghiệm thì rất là tốt ạ. Vâng, điểm cầu có nickname là Lưu Thị Thu gì đấy,
Thì có hỏi là chúng em vừa dạy hoạt động trải nghiệm vừa làm công tác đội, vậy với cái hoạt động trải nghiệm này em được tính tiết không? Và nếu được tính thì tính mấy tiết một tuần? Cái này tính tiết thế nào thì xin là để cục nhà giáo các thầy cô nhé, hướng dẫn các nhà trường. Chứ trường chúng tôi nói nhưng mà cái thì không không phải chức năng nhiệm vụ của chúng tôi, thì có thể nó lại sau này cục nhà giáo họ đưa ra cái văn bản hướng dẫn nó lại khác đi, thì sẽ rất khó cho các thầy cô, đúng không ạ? Vâng, thì cái này không phải chức năng nhiệm vụ của chúng tôi, nhưng mà quan điểm của chúng tôi là ai dạy tiết nào thì phải được tính cái thù lao tiết đó, thì đấy là cho nó xứng giữa cái lao động mình bỏ ra và cái thù lao của mình. Về nguyên tắc là như thế. À, trường trung học cơ sở Tây Phú có nói rằng là để chuẩn bị một tiết dạy như vậy thì giáo viên và học sinh tốn rất nhiều thời gian đầu tư, nhưng học sinh còn học rất nhiều môn học khác nữa, giáo viên còn dạy môn chính của mình nữa, nên khó có thể đạt được như vậy đâu. Tức là cái này là các thầy cô có nói về, có so sánh cái tiết minh họa, đúng không ạ? Vâng, thế thì bây giờ thì tôi nghĩ rằng là nó phải dần dần, ngay lập tức thì khi mà chúng ta mới tổ chức cho học sinh thì học sinh nó cũng có thể là chưa làm tốt ngay được, nhưng mà nếu chúng ta tổ chức nhiều thì học sinh nó sẽ rất là, tức là những cái khả năng, cái năng lực của học sinh nó sẽ được nâng cao dần. Thế bây giờ thế này, thời gian thì nó cũng hết rồi, thì để kết luận cho cái buổi ngày hôm nay thì tôi muốn mời các thầy cô xem một cái phóng sự rất là ngắn thôi của đài truyền hình Hải Phòng. Họ thực hiện về cái, họ nói về cái hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, trong đó thì có những ý kiến của giáo viên, của học sinh chia sẻ về cái hoạt động này để các thầy cô thấy được. Và tôi nghĩ rằng là những cái băn khoăn của thầy cô này hoàn toàn rất chính đáng, khi mà chúng ta đang chuẩn bị để mà tổ chức hoạt động trải nghiệm hướng bảy như vậy cho học sinh. Nhưng những cái băn khoăn này có lẽ là bây giờ giải đáp ngay trong một cái thời gian còn lại thì cũng không đủ. Thì tôi đề nghị là các thầy cô có thể là ghi cái số điện thoại của tôi, các thầy cô có thể kết nối Zalo với tôi, hoặc là một thầy cô nào trong lớp mình ấy sẽ lập thành một cái nhóm Zalo của mình ngày hôm nay, ví dụ như hoạt động trải nghiệm 7 ngày là bao nhiêu đấy, ví dụ ngày này ngày 25 tháng 7 chẳng hạn, và chúng ta sẽ có một cái liên lạc với nhau qua cái kênh Zalo này. Các thầy cô có câu hỏi gì thì các thầy cô sẽ tiếp tục gửi cho tôi, để và các bạn trong cái nhóm để chúng ta cùng giải đáp, chia sẻ kinh nghiệm với nhau nhé. Thì các thầy cô ghi cái số điện thoại của tôi này. Vâng, các thầy cô ghi được chưa ạ? 088, cho đánh máy đến được tôi, 088 888 9599. Vâng, đấy là cái điện thoại của tôi ạ. Thế thì các thầy cô, một thầy cô nào trong lớp thì có thể lập một cái nhóm Zalo ạ, và gửi cái đường link cho các thầy cô khác trong lớp để các thầy cô có thể là vào cái nhóm Zalo đó, để chúng ta sẽ cùng đồng hành chia sẻ kinh nghiệm với nhau trong quá trình thực hiện nhé. Vâng, thế bây giờ thì xin các thầy cô là xem một cái phóng sự ngắn của đài truyền hình Hải Phòng. Họ thực hiện nói về cái hoạt động trải nghiệm nghề hướng nghiệp này. Vâng. Vâng, tôi là Lưu Thu Thủy ạ. Vâng. Đấy là số điện thoại của cô vừa của tôi nhá. Vâng, thế bây giờ xin mời các thầy cô sẽ xem cái phóng sự nhá. Vâng. Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, đó là bên cạnh hệ thống môn học. Thưa quý vị, một trong những đổi mới rõ rệt nhất của chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, đó là bên cạnh hệ thống môn học cơ bản, còn có hoạt động giáo dục bắt buộc thực hiện xuyên suốt từ lớp 1 cho đến lớp 12. Ở cấp tiểu học gọi là hoạt động trải nghiệm, còn ở cấp trung học là hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp. Mục tiêu của hoạt động này đó là giúp cho học sinh hình thành và phát triển các năng lực đặc thù để có thể thích ứng tốt nhất với cuộc sống. Hay nói cách khác, bên cạnh kiến thức thuần túy, các em sẽ được trang bị những kỹ năng sống đa dạng ở các lĩnh vực để có thể làm chủ cuộc sống tốt hơn, gắn với định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Vậy thì các nhà trường đang tiếp cận hoạt động giáo dục này như thế nào? Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Nhóm chúng em xin mời quý vị đại biểu cùng xem lại quá trình làm món nem hải sản của nhóm chúng em. Đây là tiết học minh họa của cô trò trường Trung học cơ sở An Đà và Trung học cơ sở Ngũ Đình Chiểu, quận Ngô Quyền về hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp. Bài học của các em hôm nay là tự chăm sóc bản thân, tìm hiểu thực hành nghề nghiệp như làm hướng dẫn viên hay làm đầu bếp. Em cảm thấy là cái môn học này rất là vui, làm những cái món đơn giản như là nấu một bữa cơm gia đình thì bọn em có thể làm dễ dàng và món ăn rất là ngon. Cô sẽ giao cho em đề bài và chúng em sẽ tự lập nhóm, tìm thành viên và tìm và thuyết trình ạ. Em có định hướng là mình sẽ làm nghề y vì nghề y sẽ giúp mọi người là chữa bệnh và em có thể giúp mọi người tất cả những gì mà em có thể làm được ạ. Năm học 2021-2022 là năm đầu tiên hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp được triển khai ở khối lớp 6. Theo chương trình mới, hoạt động này sẽ có rất nhiều chủ đề thú vị và bổ ích như kiểm soát cảm xúc bản thân, cách chi tiêu hợp lý, xây dựng kế hoạch cộng đồng hay tìm hiểu nghề nghiệp. Ngoài những điều mới mẻ thiết thực từ cuộc sống, điều các em thu được còn là niềm vui. Cảm xúc tích cực sẽ thúc đẩy quá trình học tập. Từ đây, kinh nghiệm sẽ hình thành một cách tự nhiên, chuyển hóa thành kiến thức mới, hiểu biết mới và cả kỹ năng mới, giúp cho các em thích ứng tốt hơn với cuộc sống. Đối với bộ môn hoạt động trải nghiệm này, học sinh rất là tự tin, rất là chủ động và tham gia nhiệt tình ở trong hầu hết tất cả các hoạt động. Và sau mỗi hoạt động thì chúng tôi luôn luôn thấy những cái nụ cười tươi rất là vui vẻ, rất là sảng khoái. Và những cái năng lực của các em sẽ tiếp tục được hoàn thiện dần trong những cái chương trình mới, trong những nội dung sắp tới. Giữa cái việc dạy học, các môn học và các hoạt động trải nghiệm có những lúc khác gặp nhau ở cái chỗ. Và ví dụ như các môn học thì cái hoạt động khám phá của các em là các em có khám phá những kiến thức mới, chương trình bày trong sách. Còn cái hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp hoàn toàn là được kinh nghiệm, những các hiểu biết mà các em đã có được qua các môn học, qua thực tế cuộc sống. Hoạt động trải nghiệm tôi đặc biệt quan trọng cái việc mà thực hành vận dụng ở gia đình, ở nhà trường và xã hội, cộng đồng để mà từ đó hình thành các cái phẩm chất, các cái năng lực. Trước đây mình không đi vào khái niệm, không đi vào những cái kiến thức và khả năng thực tế. Bên cạnh phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung như các môn khác, hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp còn tập trung phát triển các năng lực đặc thù, đó là năng lực thích ứng với cuộc sống, năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động, năng lực định hướng nghề nghiệp. Trải nghiệm hướng nghiệp là hoạt động giáo dục bắt buộc trong nhà trường, giúp cho các học sinh có thể hình thành các phẩm chất và năng lực cốt lõi cho cuộc sống sau này. Đây được xem như là một làn gió mới có thể góp phần làm thay da đổi thịt cho nền giáo dục Việt Nam. Tuy mới đang ở giai đoạn thể nghiệm ban đầu, nhưng có rất nhiều tín hiệu tích cực chúng ta có thể nhìn thấy được từ hoạt động giáo dục này. Trước đây thì chúng ta còn băn khoăn rằng học sinh chỉ học kiến thức thôi mà ít được trang bị kỹ năng sống. Thì nay chúng ta đã có chương trình, có sách giáo khoa, có thời lượng bắt buộc ở các cấp học. Vấn đề còn lại là tổ chức dạy và học như thế nào cho hiệu quả mà thôi. Thưa thầy cô, như vậy là chúng ta vừa mới xem cái phóng sự của Đài truyền hình Hải Phòng nói về cái hoạt động trải nghiệm ở cái lớp 6. Vâng, thế thì tôi nghĩ là thông qua cái phóng sự này thì chắc chúng ta cũng hiểu ra được một vài điều. Thế còn cái gì chúng ta tiếp tục thắc mắc thì xin các thầy cô hãy cùng nhau chia sẻ qua cái Zalo nhé. Thế thì tôi nếu mà không có bạn nào ở trong cái nhóm chúng ta ngày hôm nay mà lập được cái nhóm Zalo thì tôi sẽ về tôi lập cái nhóm Zalo và cùng cháu được luôn cho cô này các em, cháu gấp luôn cho cô này và gửi cái đường link cho các thầy cô để các thầy cô vào cái đây ạ, tôi đã thấy có một thầy cô đã tạo cái đường link rồi đấy ạ. Đồng nhiên. Vâng, cháu gửi lại và ghim cái tin ấy lại để cho mọi người biết để vào. À thế à, lấy một cái thôi. Được chưa? Đâu rồi? Cuối hả? Đâu?
cháu lấy cái nào? Cái này hả? Có tên cô hả? Lộc. Đây. Đây đây. Vâng. À, các thầy cô ơi, các thầy cô có thể quét cái mã QR này ạ. Ở trên đã có một thầy cô là giúp nhóm mình lập cái nhóm Zalo và đưa cái mã lên trên màn hình rồi đấy ạ. Thì các thầy cô có thể quét cái mã này để vào được nhóm ạ. Và sau khi vào nhóm rồi thì trong quá trình chúng ta thực hiện thì xin các thầy cô là chúng ta có thể chia sẻ những cái thắc mắc, những băn khoăn của chúng ta và thậm chí cả những kinh nghiệm ạ. Nếu trường nào có kinh nghiệm gì tốt thì các thầy cô cũng có thể chia sẻ để cho chúng tôi cũng như là các cái điểm cầu khác ạ, các cái thầy cô các địa phương khác, các trường khác, các thầy cô học tập, các thầy cô nhé. Cho nên chúng ta không phải là chỉ có chia sẻ những cái khó khăn thắc mắc đâu ạ, ta chia sẻ kinh nghiệm nữa nhé. Vâng, xin rất là chào, xin cảm ơn các thầy cô và mong là chúng ta sẽ giữ những cái liên lạc với nhau thật là khăng khít để mà có gì thì chúng ta sẽ chia sẻ những cái băn khoăn thắc mắc và những cái kinh nghiệm của bản thân. Vâng, các thầy cô vào nhóm theo cái mã này, mã QR này các thầy cô nhé. Vâng, xin cảm ơn các thầy cô về một ngày làm việc rất là tích cực và chúc các thầy cô chúng ta có nhiều sức khỏe và có những cái tâm huyết để chúng ta vượt qua những cái khó khăn thử thách, tổ chức có hiệu quả cái hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 cho học sinh trường mình, lớp mình, địa phương mình. Xin cảm ơn và xin tạm biệt các quý thầy cô. Chào cô. Xin cảm ơn cô. Vâng ạ, xin chào các thầy cô ạ. Vâng, xin.